Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Toan Hàng Nhật Bãi ạ. Hôm nay em có một số hàng bãi Nhật mới về, em lên video để giới thiệu với các bác ạ. Như là em có hai bình đồng nhá các bác, và cái gạt tàn bằng gang ạ. Một số mẫu gốm sứ của Nhật, của Pháp ạ. Và em có một cái ổn áp nhá, là cái nồi điện ạ. Hai cái nồi cơm điện nhá các bác. Hai nồi cơm điện, một cái đen là còn mới ở trong thùng ạ. Và một cái nồi đây, màu trắng. Em có một cái áp suất của Nhật ạ. Đây, một nồi áp suất của Đức ạ. Và hai cái dây bảo hộ có giỏ để đeo lên trèo lên độ cao á. Và có một số mẫu đá nhá, đá mài mịn, độ mịn rất là cao ạ. Và em có một cây đế để mũi khoan và một số dao chặt dao thái. Và em có một số rìu quân đội Mỹ đây nhá các bác. Kéo cắt bờ rào, kéo càng cua ạ. Hôm nay em lên mã là mã A. Các bác xem video của em thì cho em xin lượt like, lượt đăng ký kênh và không quên bấm vào nút chuông theo dõi để thấy em lên video được sớm hơn ạ. Các bác xem video thì thích ưng ý món nào gọi điện trực tiếp vào điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em ạ. Hôm nay là em lên mã A. Em quay rất nhiều đồ gốm sứ nhé các bác, rất nhiều đồ gốm sứ để phục vụ các bác ngày Tết đấy ạ. Mã A của em là một cái ổn áp, cái đổi điện đây các bác. Đây, đổi điện ạ. Em đo ngang của nó. Em đo ngang qua này. Cái này đó. Ngang của nó là 21 ạ. Và nó cao là 11 nhá các bác. Cao là 11, ngang 21. 30 ampe ạ. Và nó có hai cổng để cắm này ạ. Cục này thì nó nặng 8 kg. Nặng 8 kg lô. Em bán với giá là 360 ạ. 360k, cục này nặng 8 kg. Rồi. 360 ạ. Thì các bác mà mua nồi cơm điện thì có phải đổi qua cục đổi điện đấy ạ. Thì cục đổi điện và nồi cơm điện này là sẽ cái nồi cơm điện này là sẽ phải cắm vào điện 110 nhá các bác. Điện 110 chứ không cắm vào điện 220 được. Thì bác nào mà mua nồi cơm điện thì gọi điện trực tiếp cho em thì em sẽ quay video hướng dẫn và em sẽ test nồi cơm điện ạ. Cái nồi này thì còn mới ở trong thùng nhá các bác, rất mới ở trong thùng, nó còn có đồ này để đong nước, là đong gạo đây ạ, còn mới ạ. Tem mác của nó đây nhá các bác, và thùng của nó đây ạ. Và cái thùng này nó còn này, xốp mút vẫn còn đây ạ. Đấy, cái thùng này còn mới này, đóng ở trong công ra nhá các bác. Đây, em mở ra cái nồi, cái lòng nồi đây các bác. Này, còn mới như thế này ạ. Lòng gang rất là mới luôn. Đây, mới chưa qua sử dụng ạ. Thì cái nồi này là 1 lít 8, à 1 lít nhá các bác. Nồi này 1 lít ạ. Cái lòng nồi đây ạ. Nồi này nồi 1 lít. Còn mới đây ạ. Đấy, em quay cận này cho các bác nhìn, nó còn mới tinh nha, chưa qua sử dụng ạ. Chưa qua sử dụng. Các hướng dẫn của nó đây nha các bác. Này, còn mới đây. Dây của nó đây ạ. Đấy, nó hơi nặng nhá. Nó có IH này, là điện của nó này các bác. Và đây những này hướng dẫn. Ví dụ như các bác nào cũng mua thì liên hệ với em test và em hướng dẫn sử dụng ạ. Thì cái nồi này là A1, em bán là 4 triệu nhé các bác. 4 triệu. Em qua nồi A2 ạ. Nồi A2 thì em có một cái nồi đây, hiệu của nó là IH ạ. Và cái này là của hãng Panasonic nhé các bác. Panasonic. Nồi còn rất là mới ạ. Cực đẹp luôn nhé các bác. Này. Em mở lên cho các bác mình coi này. Còn rất là đẹp. Và nó cho mình cái nồi này là nó có bù ẩm này. Ví dụ như các bác nấu khô mềm thì là nó tự điều chỉnh cho các bác ạ. Nồi này cũng 1 lít ạ. Còn rất đẹp nhá các bác. Rất đẹp ạ. Em quay trước, quay sau đây cho các bác xem này ạ. Này, còn rất là đẹp ạ. Nồi 1 lít. Này, điện 100V này. 120W này.
Đây nó có hướng dẫn sử dụng. Và cứ các bác nào mà chốt đấy thì em sẽ có nấu cơm chín em gửi, em hướng dẫn sử dụng luôn ạ. Thì cái nồi này là A2 em bán là 2.200.000 nhé các bác. 2.200.000. Em qua A3. Em qua A3 thì em có một số đồ gốm sứ này. Đồ này của Pháp luôn ạ. Cái này của Pháp ạ. Ba cái tô này. Họa tiết của nó thì là màu trắng. Đây, nó làm này. Có đường này rất là đẹp ạ. Rất là đẹp luôn. Ba cái tô. Ở bên Pháp thì nó rất là hiếm tô, nó không có dùng tô như Việt Nam nên là đĩa của nó thì nhiều hơn nhé các bác. Này này, lợn sóng thì rất là đẹp ạ. Chất liệu của nó là sợi thủy tinh, nó trắng một lớp men cao cấp. Và cái này thì nó chỉ xài lướt qua thôi các bác. Này này, miệng của nó, qua ngang của nó là 15 ạ. Qua ngang 15 và nó sâu khoảng 6 ạ. Sâu khoảng 6 và qua đáy của nó đây. Qua đáy của nó là 6.5 ạ. Cái nào nó cũng có logo hết nha các bác. Này, có logo hết. Thì ba cái này là A3. Em bán 180 á. 180 nha các bác. Em qua A4 ạ. Em cũng có ba cái tô này, hình thức của nó đây ạ. Cái này là em dính mực thôi, về lau cái là sạch thôi ạ. Này. Rất là đẹp luôn, vừa tầm luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Em đo qua ngang một cái ạ. Cái này thì là qua ngang của nó là gần 15 nhá các bác. Qua ngang gần 15 và nó sâu là 5 ạ. Sâu là 5 và em qua ngang đáy của nó đây là 8.5. Đây nó có phrăng xe hết đây này. Có mã số có các thứ đây. Thì ba cái này A4. A4 em bán 180 ạ. Em qua A5 nhé các bác. Em qua A5 ạ. Em cũng có này thì là 4 cái tô ạ. 4 cái tô ạ. Và nó hình kiểu như này nhé các bác. Này, còn hai cái còn tem mát và hai cái không ạ. Tức là hai cái này xài giờ chưa xài và hai cái dưới xài lướt qua thôi. Cũng chất liệu là sợi thủy tinh. Rất là bền luôn, ví dụ như mình có rớt xuống cũng không bể nha các bác. Qua miệng của nó là 17 ạ. Và cái này nó sâu cũng là 5.5 nhé các bác. Này, có mộc triện hết luôn, logo hết luôn ạ. Đấy, qua đáy của nó là 8.5. Thì năm cái này to hơn ạ. A5 em bán là 500.000 nhá các bác, 300.000 nhá. 300.000. Em qua A6 ạ. A6 thì em có 5 cái đĩa này. Ví dụ như ngày Tết thì các bác đặt gà, thịt nướng các thứ lên đây được ạ. Cũng chất liệu là sợi thủy tinh ạ, rất là bền luôn, không có bể. Có cái này thì có tem mác này, còn 4 cái này thì không. Cái này size lớn nha các bác. Đĩa này thì size lớn ạ. Em đo qua chiều dài của nó là 45. Dài của nó là 45 ạ. Và qua ngang của nó ạ. Ngang của nó là 21 các bác. Ngang của nó 21, cái này size lớn ạ. Và cái nào cũng có mộc triện hết luôn. Thì A6 này em cũng bán là giá là 380 ạ. 380 mà 5 cái đĩa ạ. Rất là bền luôn nhá các bác. A7 thì em có 3 cái đĩa này màu xanh. Này bằng gốm thôi nhá các bác, gốm của Nhật. Có da ban đây ạ. Màu thì rất là đẹp luôn, 3 cái. Cái này là do là bẩn, bụi bẩn thôi nha, chứ không phải là chảy đâu các bác. Còn rất là mới ạ. Mà họa tiết thì như nhau. Qua ngang nó là 20 nhé các bác. Và nó sâu này, sâu là 5 ạ. Em qua đáy của nó là 10.5 ạ. 10.5. Cái nào cũng có mộc triện da ban hết ạ. Thì A7 này 3 cái đĩa màu xanh này em bán 120 nhé các bác. 3 cái đĩa màu xanh 120 ạ. Em qua A8. Em có một bộ
ấm mua nước này, nó có 5 cái ly mà màu hoa của nó thì là hoa rất là đẹp ạ, của Nhật nhá các bác. Đây, tay cầm của nó thì này ạ, trong này nó có lược trà. Đấy, có lược trà vẫn còn mới, chưa qua sử dụng nhá các bác. Hoa này, hoa này là người ta làm nổi nhá các bác, chứ không phải là in 3D nhá, làm nổi. Thì em đo qua ngang cái ấm ạ. À, ngang miệng của nó là được 7, ngang miệng của nó là 7. Và nó chiều cao của nó, chiều cao của nó là 8.5 nhá các bác, chiều cao 8.5. Và qua cái đáy đây cũng có mộc triện đây ạ. Đáy của ấm đây, nó rơi vào gần 6.5 nhá các bác, gần 6.5 ạ. Này, nó có viền vàng này, rất là đẹp luôn. Viền vàng. Hoa này, hoa là hoa nổi nha các bác. Hoa nổi hẳn lên đấy ạ. Và 5 cái ly đây. Bên Nhật là chỉ có 5 thôi nhá các bác, không bao giờ làm chẵn ạ. Đấy. Hoa phối rất là đẹp ạ. Em đo qua ngang một cái ngang miệng của nó là 8 ạ. Và nó sâu là 5.5. Cái đáy của nó đây, cái nào cũng khoảng độ 3 cm thôi nhá các bác. Thì bộ bộ ly và 5 cái bộ ấm. Một ấm 5 ly. Đây, cái nào cũng có logo hết đây. Em bán với giá là 720 nhá. A8 720 ạ. Rồi em qua A9 ạ. Em có set ly này. Hoa rất là đẹp luôn ạ. Một set ly vẫn còn tem mác đây. 5 cái. Hoa thì cực đẹp rồi. Đấy, size của nó đây ạ. Hình dáng cái nào cũng như nhau. Và nó có viền xanh ở dưới miệng, cũng viền xanh. Trong này thì có hoa. Em đo qua ngang miệng cái này thì nó rơi vào là 7.5 ạ. Và chiều cao của nó, chiều cao của nó là 7.5 nhá các bác. Qua đáy của nó đây là 4 cm ạ. Đáy của nó là 4 cm. Thì bộ này là A9 5 cái. A9 5 cái. Em bán 250 ạ. 250 một set ly này. Em qua A10 nhá các bác. Em có một bộ ngũ sắc. Bộ ấm ngũ sắc xanh nhá các bác. Này, rất là đẹp luôn ạ. Trong này nó có lược trà bằng gốm luôn. Nói đến ngũ sắc là các bác biết rồi, nó là hàng số 1 của làng gốm bên Nhật ạ. Nào cũng có mộc triện hết đây. Và có 5 cái đĩa nha các bác, nó còn trong hộp này. Năm cái đĩa ạ. Hoa của nó thì làm như một bức tranh luôn nhá các bác. Cái nào cũng có viền vàng hết ạ. Nổi hết nhá các bác, viền vàng hết này. Và 5 cái ly của nó đây ạ, nào cũng có mộc triện bên trong của nó đây ạ. Nói đến ngũ sắc là tuyệt đỉnh rồi nhá các bác, không còn cái gì hơn nữa. Thì bộ này 5 ly và 5 mấy này. Đấy, nó không có đĩa lớn mà nó để lên đĩa như thế này ạ. Em đo ngang miệng cái ly ạ, nó rơi vào 10 cm nhá các bác, rơi vào 10 cm. Và nó cao khoảng 5 cm ạ. Qua đáy của nó là 4 nhá các bác, qua đáy của nó là 4. Cái đĩa nữa trông rất là dễ thương ạ. Màu sắc thì phối rất là đẹp ạ. Rót nước trà mời khách. Mình để ở trong phòng khách mình hoặc là văn phòng nhá các bác. Bộ 5 ly này, 5 đĩa. A10 em bán là 1.500.000 nhá các bác. 1.500.000. 1.500.000. Bộ ngũ sắc xanh. Rồi em qua A11 ạ. A11 em có một set ly này. Set ly này 2, 4, 6, 7 7, 7, 5, 12 ạ. 12 cái. Hình thức của nó đây ạ.
nó có lớp viền đỏ nha các bác, chữ Nhật hết ạ. Cái nào cũng giống nhau nha các bác. Đây có mộc ở đây, cái nào cũng có mộc ở chỗ này. Thì em đo ngang qua cái miệng của nó ạ. À, ngang qua là 7 ạ. Ngang qua của nó là 7. Và nó cao khoảng là 4 cm nhá, cao khoảng 4 cm. Và qua đáy của nó là 3.5 ạ. Qua đáy của nó là 3.5. À, 12 chiếc ly trong một set như này. Ví dụ như mình để ở phòng khách mình 6, hoặc là ở công ty mình ở văn phòng cũng 6 cái cũng được ạ. Hoặc là nhà nào đông khách thì để nó cùng set luôn đấy ạ. À, A11 em bán 520 nhá các bác, 520. Em qua A12 ạ. Em qua A12 nhá các bác. Đây A13 trước đi. A13 em có một cũng một bộ ấm chén này. Cái này thì nó tay ngang ạ. Nó cũng có viền vàng hết nha các bác, có lược trà bằng gốm ạ. Và nó có mộc triện hết đây ạ. Đĩa của nó phối đây. Hai con cò bay á các bác. Này màu sắc thì rất là đẹp rồi, cái nào cũng có mộc triện hết đây ạ. Trong lòng nó nha các bác. Còn rất là mới trong hộp. Em để ra như thế này để cho các bác nhìn thấy thì nó mới thấy đẹp, chứ còn để trong hộp thì mở ra mở vào ạ. Đây. Em qua đáy của nó đây, qua ngang miệng của nó đây. À, nó rơi vào 8.5 ạ. 8.5 và nó sâu khoảng là 5 cm nhé các bác. Tay cầm ngang có lược bằng gốm. Và em qua một cái ly đây, ly của nó thì viền vàng hết ạ. Nó phối này rất là dễ thương luôn. À, em này, ngang miệng của nó là 8 nha các bác. Ngang miệng của nó là 8 và nó sâu là 5 cm. Sâu là 5 cm. À, thì một bộ của nó đây. Ấm thì tay ngang. Và nó có đĩa của nó đây ạ. Có đĩa của nó đây. Đây là em xếp nó vào nhá các bác. Em xếp nó vào. Chứ còn cái đĩa là lẻ ngoài nhá. Cái đĩa là lẻ ngoài. Thì bộ này A13 em bán 650 nhá các bác. 650. Bác nào thích cái ấm, à thích cái đĩa này này. Đĩa cũng có mộc triện đây. Cái này là lẻ ở ngoài thì ai mua cái đĩa này thì em tính là 200.000 ạ. Các bác mà mua cái đĩa này em tính 200.000. À, nó ngang là 30 nhá các bác. Ngang là 30. Và nó qua đáy của nó đây ạ. Qua đáy của nó là 19.5 ạ. Và nó có da bàn đây nhá các bác. Này, da bàn này. Đấy, cái đĩa này thì 200 ạ. Và bộ này, và bộ này thì bán em bán là 650 nhá các bác. Bộ này là 650 ạ. Em qua A14 ạ. Em qua A14 nhá các bác. A14 này em cũng có một set ly này 5 cái. Set ly này 5 cái. Màu của nó thì rất là đẹp ạ. Này. Cái nào nó có mộc, có chữ ở đây ạ. Này thì có chữ ở ngang bên nhá, màu thì rất là đẹp luôn. Mà nó làm góc cạnh như này ạ, nhìn rất là đẹp luôn nhá các bác. À, ngang của nó là 8 ạ. Và nó sâu khoảng là 4 nhá các bác, 4.5 gì đấy ạ. Và qua đáy của nó cũng được 3.5. Em thấy màu này nó rất là độc luôn ạ. Màu rất là độc lạ nhá các bác. À, thì set ly này A14 5 cái em bán 250 nhá các bác, 250 ạ. Rồi đến set này. Set này thì nó có còn trong hộp đây, còn giấy từ bên Nhật để về đây ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 6, 18 18 cộng với lại 5 23 cái nhá các bác. 23 cái set ly này. Set ly này màu thì nó rất là đẹp rồi này. Nó có mộc triện ở đây ạ. Hoa anh đào nhá các bác.
Cái này thì nó vừa thôi ạ, rất là đẹp nha các bác. Ngang của nó là miệng là 7 ạ, và nó cao khoảng là 5 cm nhá, 5 phẩy, phẩy mấy thôi ạ. Này thì rất là vừa là đẹp luôn ạ. Thì set ly này A15 em bán 650 nhá các bác. A15 em bán 650. Hôm qua A16 ạ. A16 em cũng có một set ly này các bác. 5, 4, 20. Này có 19 cái ạ. Set ly này có 19 cái. Rất là đẹp luôn ạ. Cái nào cũng có mộc chuyện hết đây. Cái này là hàng xuất Nhật nha các bác. Hàng xuất Nhật viền vàng hết ạ. Và em đo qua ngang miệng của nó đây là 6. Nó cao khoảng là gần 6 ạ. Cao gần 6. Cái này thì nó làm hình dáng rất là đẹp ạ. Đấy, hàng này hàng xuất Nhật nhé các bác. 19 ly A16 này bán 700k. Rồi hôm qua A17 ạ. A17 thì em có một nồi áp suất ạ. Em có một cái nồi áp suất này. Cái này thì là nó có logo hai hình người của Đức ạ. Tết đến rồi thì các bác mình mua cái này về để hầm xương thì nói chung là tiết kiệm điện. Nồi thì của Đức thì nó rất là đẹp ạ, và bền. Đây nó nấu được các loại bếp ạ, bếp hồng ngoại, bếp từ, bếp điện. Đây nó chỉ cấn móc một tí chỗ này, nhưng mà hàng này là 100% chưa qua sử dụng nha các bác. Dung tích của nó thì là được là 4 lít ạ. Và nó ngang miệng của nó là 20 cm, 22 cm ạ. Ngang miệng của nó 22 cm. Ví dụ như mình hầm xương vào đây, nó mềm đi một cái thì là mình đun nhiệt độ nửa tiếng thôi. Ví dụ như mà không có nồi này, mình phải hầm cỡ mất hơn một tiếng đấy các bác. Rất là tốn ga. Đây, mình mở ra mình chỉ đẩy cái này là quay ngang ra là ra thôi ạ. Và nó có hai cái đánh dấu này này. Có hai cái gạch ở đây và đây. Mình cứ để thẳng vào nhau là mình đóng, mình đẩy vào rất là dễ ạ. Đấy. Thì cái nồi này thì nó rất là mới, chưa qua sử dụng. Cái răng của nó còn mới như thế này ạ. Tết đến rồi thì các bác mua này về, một là để ninh nấu xương, hoặc là mình tiết kiệm ga. Đây. Còn mới, rất là mới ạ. Đây logo hai hình người đây, của Đức nha các bác. Đấy, cái nồi còn rất là mới. Khi mình đóng vào thì là để hai cái gờ của nó rất là cân nhau như thế này, là mình đẩy vào dễ dàng thôi ạ. Đấy, là mình đóng vào nha các bác. Đấy. Thì cái nồi này là A17 em bán 1.300.000 nha các bác. 1.300.000 cái nồi áp suất của Đức ạ. Dáng của nó đây ạ. Em quay lại cho các bác nhìn. Còn rất là mới luôn, chưa qua sử dụng. Rồi, em lên A18. A18 thì em có một cái dây bảo hộ nha các bác. Dây bảo hộ này. Cái này nó mới về 99% ạ. Khi mà các bác mình lên độ cao mà mua những cái sợi dây an toàn này thì không có sợ nha các bác. Không có sợ, tem mác của nó này còn nguyên nha các bác. Đấy. Cái móc của nó này. Đây, hiệu của nó là của Nhật đây nha các bác. Sanco in này. Đây, tem mác này của Nhật hết đây ạ. Đây, chữ Nhật hết ạ. Móc thì chuẩn luôn. Dây này cũng an toàn. Đây, em giật này là. Đấy, các bác biết rồi. Cái dây dù thì còn mới chát luôn ạ. Dây dù thì mới chát luôn. Cái khóa này để mình đeo vào bụng đây, cũng có chữ của Nhật hết ạ. Thì cái dây này là A18, em bán 450 nha các bác. Các bác lên độ cao mà có cái dây này thì không sợ. Rồi em qua A19 ạ. A19 em cũng có một cái dây bảo hộ, nhưng mà cái này thì nó để thêm cho mình được cái túi ạ. Ví dụ như mình lên thì mình đựng thao hồ là kìm búa các thứ của mình lên đây. Đây, cái dây này thì mình luồn vào ngang bụng đây. Cái dây này ngang bụng mà cái dây còn mới như thế này ạ. Đây các bác nhìn này.
chữ Nhật hết ạ. Chưa bao giờ em thấy cái dây như thế này nhá, rất là đẹp nha các bác này. Nó có khóa để mở này. Đấy, nghe bác, móc của nó còn mới chát luôn. Chữ Nhật hết đây ạ. Chữ Nhật hết nhá các bác. Dây này là chưa có xài luôn nhá các bác. Mà nó của Tajima. Của Tajima. Và nó thêm cho mình một cái này để treo vào hông để các bác lên độ cao đấy ạ. Đường kim mũi chỉ của nó thì rất là đẹp. Và cái túi này nó ngang là được là 24 cm và nó cao 30 cm cơ mà các bác. Cao 30 cm. Thì Y19 này em bán 720 ạ. 720. Một cái móc chưa bao giờ em thấy đẹp như thế này. Từ ngày em bán bây giờ em mới thấy cái móc nó đẹp như thế này ạ. 720.000 nhá các bác. Rồi em lên tiếp theo là A20 ạ. A20 em có một cái đèn pin nhá các bác. Của Gia Ban đây ạ. Và nó cho mình một cái dây đây. Mình có thể đeo vào cổ tay. Hình dáng của nó thì rất là nhỏ gọn thôi, dễ thương ạ. Này, khi mình bật thì mình đây, rất là sáng luôn. Cực sáng luôn ạ, mấy chế độ sáng nhá các bác. Nhấp nháy này. Đấy. Và nó xoay được này các bác. Chỉnh này. Khi mà đưa xa ra thì là mình kéo xa ra là nó nhỏ này. Đấy, kéo xa là đây này, là đưa vào nhá các bác, là cái vòng sáng của nó to này, mình kéo ra là nó giọt nhỏ lại này. Trong phòng em là có điện rất là sáng nha. Đấy các bác nhìn cái đèn này thì cực sáng. Khi mà mình đi buổi sáng mình đi khuê, mình đi soi ếch soi cá đấy các bác, rất là tiện luôn ạ. Mà nó nhỏ gọn, mình để lên xe hơi cái gì mình cần lúc ban đêm đi xa đấy các bác. Thì cái này nó nhỏ gọn thôi, nó ngang là 8 ạ, à 18 ạ các bác. Nó ra ban hết và trong này nó có một cục pin để tích điện. Và cổng sạc của nó thì đây ạ. Nó có cho một cái dây sạc nhá các bác, hoặc là bác lấy điện thoại của bác, dây điện thoại cũng cắm sạc được. Thì cái đèn pin này là A20 ạ. A20 em bán 250 nhá các bác. Em qua A21 ạ. A21 thì em có một cái khui rượu ạ. Ngày Tết rồi thì các bác là có khách khứa thì mình khui rượu. Thì cái khui này thì nó của Italy này các bác, của Italy nha. Cái cây khui rượu này thì em bán là A21 100k các bác khui rượu. A22 ạ, em có một cái múc kem nhá các bác. Cái múc kem này, cái này thì size 14 ạ. Size 14 và nó có da ban đây nhá các bác. Này, da ban này. Còn rất là đẹp luôn ạ. Cái này inox của Nhật thì các bác biết rồi. Size 14. Thì cái múc kem này là A22 em bán 100k nhá. 100k. Em qua A23. Em có một bào, cái bào củ quả nhá các bác. Rất là sắc bén luôn. Và nó là của Đức ạ. Của Đức để logo hai hình người đây các bác. Này. Còn mới ạ. Mới 100% luôn nhá các bác. Thì ở trong gia đình nhà mình thì ai cũng phải có cái này để lúc mình bào mướp vào bầu á các bác. Thì A23 này em bán là 80k một cây bào củ quả nhá các bác. A24 em có một cái bộ đục. Bộ đục, đục của nó là lồng máng ạ. Cái cây loại này thì nó rất là hiếm nha các bác. Lồng máng nó rất là hiếm ạ. Đây. Em đo chiều dài của một cây ạ. Đây, cái đầu đóng của nó đây ạ. Vẫn còn mới này, còn số luôn nha các bác. Em đo chiều dài của một cây này nó rơi vào là 21 ạ. Cây lớn nhất đây. Cây lớn nhất của nó là 2.5 nha các bác. Ngang miệng của nó là 2.5 ạ. Và một cây nữa đây.
1.4 ạ. Cây này 1.5 ạ. Cây này 1.5. Này lưỡi của nó thì sắc bén này ạ. Không có răm mẻ gì nhá các bác. Này cũng thế này. Rất là sắc bén luôn. Và đầu đóng của nó đây các bác, nhìn như thế này là biết là nó xài ít hay nhiều ạ. 4 cây này là H24, à A24, em bán 400k nhá. A24 400k, 3 cây bào này. Rồi em qua A25 ạ. Em có một cây bào này. Này khâu của nó đây ạ. Và lưỡi của nó này, có mộc ở đây ạ. Lưỡi này, em quay cần. Không có răm mẻ gì hết ạ. À, chiều dài của cây này thì nó rơi vào là 265 ạ. Và ngang miệng của nó đây. Nó được 3 sen nhé các bác. Ngang miệng của nó được 3 sen. Thì cây đục A25 này em bán 100k. 100k. Em qua A26 ạ. Em có một cây cắt cành nhá. Nó còn nằm trong cái hộp này. Hộp của nó đây ạ. Có da bàn đây. Lưỡi thì này, da bọc ở tay này nhá, vẫn còn mới đét luôn ạ. Lò xo chữ V nhá các bác. Này, lưỡi của nó này ạ. Hai ốc này, ốc đồng nhá các bác. Ốc đồng mà nó có cái chốt của nó đây, còn nguyên lớp sơn mạ luôn. Dáng chữ A size lớn ạ. Thì cây này là nó dài là 21 nhá các bác. 21 là size lớn rồi ạ. Dáng chữ A gù rất là đẹp ạ. Thì cây cắt cành này là A26, em bán là 550 nhá các bác. A26 550 ạ. Em qua A27. Em có một cặp này là cái kẹp càng cua này. Còn rất là mới ạ. À, có thadet theo này là thép không rỉ nhá các bác. Này, còn rất là mới. Nó chốt nó xuống tận đây ạ. Nó xuống tận đây và nó có hai chốt đây. Cái này thì là cái này là để ép hành tỏi nhá các bác. Này, ép hành tỏi cũng là thép không rỉ ạ. Này. Khi nhà các bác nhà bếp cho hành cho tỏi vào đây. Ép lại ạ. Ra đây ạ. Này thì dùng trong nhà bếp thì rất là tiện ạ, nhà nào cũng nên có cái này. Sử dụng thì nó rất là ok. A27 em bán 180 ạ, một cặp này. Kẹp càng cua và ép tỏi nha các bác. Em có A29 ạ. Em có một cái khui bia. Thì cái này thì các bác sưu tầm cũng được. Này, nó hình con chim cú ạ. Và nó bằng đồng nha các bác. Bằng đồng. Đấy, hai mặt luôn ạ. Và đây cái chữ này của Nhật luôn ạ. Bằng đồng nhá. Cái này thì nó là 10.5 ạ. 10.5 một cái khui bia rượu. Thì cái này thì nó thể sưu tầm thôi các bác, chứ chẳng ai mở bia rượu bằng cái này nữa ạ. Thì mình có cái này thì mình sưu tầm thôi. Thì A29 này em bán 100k nhá. A28 100k là cái khui bia. Em qua A29 ạ. Em có một cái kéo cắt gà nhá. Cắt gà này. Này thì size lớn và nó có lớp sơn mạ màu đen ở đây ạ. Da bàn đây. Hình dáng của nó thì trông nó rất là hay nhá các bác. Này. Nó có một bên này là răng chống trượt, nó có răng nhá các bác, để khi bác cắt gà nó mình đặt vào nó không bị trượt. Lưỡi thì đầy này. Cực kỳ sắc bén luôn nhá các bác. Các bác khi cầm thì cầm này để cắt đây. Chỗ này nó chống trượt cái tay lên. Và khi mình sử dụng xong thì mình lại rửa sạch sẽ, mình đóng cái này lại. Thì em nghĩ nhà nào cũng nên có một cái kéo này để mình cắt đồ ăn chín. Đây. À, nó size của nó là gần 27 ạ. Và lưỡi sử dụng của nó là gần 10 nhá các bác. Rất là sắc bén. Và nó có một cái ốc này. Khi các bác mình tháo ngược nó ra này, xoay nó ra là nó rời ra làm hai mảnh ấy, để các bác mình vệ sinh hoặc là mài được. Đấy, cái kéo này thì cắt gà, cắt sườn, cắt nói chung là cắt đồ ăn chín, cắt gà sống để mình kho cũng được ạ. À.
khỏi phải chặt nó văng vào quần và áo nha các bác. A92-40 ạ. Em qua A30 ạ, em có một cây mài còn rất là mới luôn đấy ạ. Cây này cực đẹp luôn. Một mặt nó là mịn là 400 và cái này chắc là lên tới 1.000 đấy các bác, lên tới 1.000. Khi nó có một cái này thì là mình sử dụng xong mình móc vào cái móc dao đũa của mình, em đo chiều dài tổng của nó, nó rơi vào là 27.5 ạ, 27.5. Qua ngang của nó là 5 nhé các bác, và chiều cao của nó đây gần 2. Nó có một mặt trắng và một mặt đen này. Bên này thì các bác mài nhám, ở bên này là mịn ạ. Bên này là mịn. Và chỗ này nó cũng có một cái lưỡi để cho mình mài, khi mình đặt vào đây mình mài nhé các bác. Hai bên ạ. Và chỗ này thì để cho mình mài kéo ạ. Mình sẽ cho mũi kéo vào đây mình mài chỗ này nhé các bác. Rất là tiện ạ, hai mặt đều mài, chỗ này hai chỗ mài nữa luôn. Thì cái A30 này, A30 em bán 230 nhé các bác. Làm này là rất là sắc bén luôn, rất thích ạ. A31 ạ. A31 em có một cái đế này là để cắm những mũi khoan vô đây. Những mũi khoan là có size bao nhiêu là nó có ở trên này hết đây ạ. Có ở trên này hết. Này, cái này của Nhật nhá các bác. Cái đế của nó thì bằng gang ạ. Bằng gang. Thì cái này em đo size của nó đây ạ. Nó dài là 17 năm ạ. Qua ngang của nó là 10, qua ngang là 7. Và nó cao khoảng 4.5 ạ. Cao khoảng 4.5. A31 em bán 440k nhá các bác, còn rất là mới ạ. Mình để mũi khoan vào đây thì nó không có thất lạc, mà mình xài cái nào mình lấy đúng cái đó nhá các bác. Rồi em qua A32 ạ. 32-33 nhá, là em có một cặp. Cặp này là cán dìu ạ. Và nó gỗ của Mỹ thì nó rất là ok rồi. Cây này thì nó có số lên luôn này các bác. Cây này nó còn số này. Rất là mới luôn ạ. Rất là mới luôn. 32 thì cũng 100k, 33 cũng 100k ạ. 2 cây, 200. Em qua 35 nhé các bác. 35 thì em có một cây dìu này. Cây dìu chữ L nhá. Và nó có con hổ mắt nó đính bằng đồng đây ạ. Đây là hai con chim này, nó cũng mắt nó bằng đồng luôn các bác. Rất là độc lạ. Và cán của nó đây, mình có tay cầm này ạ. Đầu của nó đây ạ. Cán nó còn cái chữ này nữa nha các bác. Trên cán nó còn có một dãy chữ số đây. Một dãy chữ số. Cán rất là cực kỳ đẹp luôn. Cây này rất là độc lạ luôn ạ. Các bác xài hoặc là sưu tầm thì em đo tổng của cây này. Nó rơi vào là 52 các bác, rơi vào 52 cm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 15 năm ạ, gần 16 nha các bác. Bản ngang của lưỡi này 14.5 ạ. Cây này cực đẹp luôn. Mài hai mặt thép rèn thủ công ạ. Thép rèn thủ công, và nó làm thủ công những cái này là rất là ok rồi. Cây này rất độc lạ này. Ba lớp thép luôn nha các bác, nhìn rõ nổi vân luôn này. Đấy. Cây dìu này rất là độc lạ luôn ạ. Thì cây này A35 em bán 1.200.000 nhá. A35 1.200.000. Em qua A36 ạ. A36 thì em có một cây dìu này của quân đội Mỹ ạ. Đây lớp sơn mạ của nó thì màu xanh này các bác. Em để zin nguyên. Đây một dãy chữ số đây. Cán của nó thì cực đẹp luôn ạ. Cả cán thì nó nặng là 2,7 kg. 2,7 kg. Cây này là lớp sơn mạ nó còn nguyên nhá. Em đo chiều dài của lưỡi nó rơi vào là 19 năm ạ. Và bản ngang của nó đây. Bản ngang của nó là gần 13 ạ. Bản lớn ạ. Và lưỡi của nó thật là sắc bén luôn ạ. Khi các bác mà muốn mài thì kêu em mài luôn. Em mài để nguyên zin luôn. A36 em bán 650 ạ. A36 bán 650. Em qua A37 ạ.
cũng một cây dìu này đây, và nó có chữ đây ạ. Cái này lớp sơn mạ nó còn nguyên nhá, và lưỡi cũng sắc bén luôn ạ. Cán này một dãy chữ số luôn. Đấy, thì cây này cũng bằng size của cây, hai cây size bằng nhau ạ. A37 em bán 650 nhá. A37 em bán 650. Em qua A38 ạ. A38 này em có một cây dìu tay voi nhá các bác. Này. Dìu tay voi, bao tia đây ạ. Hai bên đây. Cây này thì size của nó này, em đo chiều dài. Dài tổng của nó là bao nhiêu nhá? Tổng của nó là 86 ạ. Và lưỡi của nó rất là dài luôn. Em đo chiều dài của cái lưỡi dìu tay voi này nó rơi vào 20 ạ. Và bản ngang của nó là 8 nhá các bác. Bản ngang của nó là 8. Tay cầm của nó đây ạ. Còn chắc chắn nhá các bác. Thì A38 này em bán 500k nhá, một cái dìu tay voi. Này độc lạ các bác ạ, lưỡi cực dài luôn đấy. Rồi em nói lên, em có A34 này, em có một cái thước lá nha các bác. Một cái thước lá còn rõ hai mặt, có dấu nội địa Nhật đây ạ. Có con chim cánh cụt này các bác. Này dấu nội địa Nhật. Đấy, đầu này đây, chữ là số là rõ ràng luôn ạ. Hai mặt nhá các bác. Mặt này thì nó chỗ này nó không có số, mà nó chỉ hơi sần sùi có một tí thôi ạ. Nó mất lớp sơn mạ nhưng mà sờ vào nó vẫn láng mịn nhá các bác. Mình xài còn bao giờ nó hỏng ạ. Đây cái hiệu của con chim cánh cụt này, rồi là của Nhật nhá các bác. Đây, dấu nội địa Nhật đây. Tha đắp theo là thép không rỉ ạ. Thì cây này nó là thước 1 mét nhá các bác. Thước 1 mét. Thì A34 em bán 200k nhá các bác. 200k một cái thước lá này, còn rất là mới luôn. Em có A39 ạ. A39 em có một cái cây kéo cắt bờ rào hiệu của RS. Này, RS là nó rất là sắc bén luôn ạ. Thì cái tay này nó có hơi bị đây, nghe nó hơi sụp sịch một tí chỗ này thôi, nhưng các bác cũng xài còn lâu mới hỏng ạ. Và lưỡi của nó em cắt giấy được luôn chứ các bác. Lưỡi của nó cắt giấy được luôn. Đấy, cây này thì là em đo chiều dài của lưỡi ạ. Chiều dài của nó là 60 ạ, và lưỡi sử dụng của nó là 16 nha các bác. Lưỡi sử dụng 16 này. Tay cầm của nó đây. Chỗ này nó chỉ hơi sụp sịch một tí thôi này các bác. Đấy, cây này thì các bác cắt cũng còn lâu ạ. A39 em bán 200k. A39 200k. Em qua A40 ạ. Em có một cây kéo này, hai cán tay đỏ hết, tem mác nó còn nguyên ạ. Tem mác nó còn nguyên và lớp sơn mạ của nó màu này nhá các bác, da cá. Và chỗ này nó làm một cái khuyết chỗ này ạ, chứ không phải là cái lưỡi của nó độc lạ thế ạ. Này nó có cái răng này nhá các bác, chỗ này là như răng cưa. Ốc này có thể tháo ra để mài được. Tay cầm của nó còn rất là mới luôn. Này, lớp sơn mạ của nó màu giống như da cá. Thì em đo tổng cây này, tổng chiều dài của nó cũng 60, và lưỡi sử dụng của nó là 10-15 nhá các bác. Lưỡi sử dụng 15. A40 em bán 200k. A40 200k. Em qua A41 ạ. Em có một cây cắt bờ rào nữa đây. Tay cầm của nó thì như thế này ạ. Nó hiệu của bông cúc nhá các bác, bông hoa cúc. Và nó có con cua đây. Cái kéo này là của hãng con cua ạ. Thép của nó thì cực tốt luôn ạ. Và lưỡi của nó dài nhá các bác. Cái này nó dài khoảng độ 70cm ạ. Và lưỡi sử dụng của nó là 20 nhá các bác. Lưỡi sử dụng của 20. Bông cúc này. Và có con cua đóng ở đây ạ. Thì cây kéo bờ rào này là A41 em bán 280 nhá các bác. 280 ạ. Em qua A42 em có một cây kéo con cua này. Cắt cành nhá các bác.
Cây này cắt cành ạ. Tay cầm của nó thì đây ạ. Tay cầm của nó đây, lưỡi của nó thì đây ạ. Ốc đồng nhá các bác. Cây này hoạt động thì bình thường ạ. Hoạt động bình thường, lưỡi đầy sắc bén luôn. Hiệu con cua đây. Con cua đóng đây các bác. Con quay này gần cho các bác nhìn này. Ra ban đây, có con cua này. Kéo cắt cành mà con cua, hiệu của con cua thì rất là sắc rồi. Thì cây này em đo chiều dài tổng của nó, nó khoảng là 70 nha các bác. Khoảng 70 cm ạ. Khoảng 70 cm. Thì cây cắt cành này tay cầm nó bằng nhôm nhá các bác. A42 em bán 400k ạ. A42 400k. Em qua A43. Đây có một cái cưa lá nha các bác. Một cái cưa lá này. Nó còn trong cái vải này màu vàng này. Lớp răng mịn ở bên cạnh này, lớp răng mịn này, sắc bén nha các bác. Nó hơi có một tí này, cái này là chưa qua sử dụng luôn đây ạ. Này. Tay cầm của nó đây. Bằng mây nhá các bác. Một bên răng mịn và một bên răng to hơn nhá các bác. Chưa có chảy trượt gì hết ạ. Còn mới ở trong cái bao này. Thì A43 này em bán 120 nhá. Đây, nó khoảng 50 mấy ạ. Cái này chiều dài của nó là 55 cm và lưỡi sử dụng nó là 25 nhá các bác. Khoảng 24-25 ạ. Thì cây cưa này là A43 em bán 120 ạ. A43 120. Hôm qua A44 ạ. Đây A45 đi. Em có một cái xẻn con voi, nó hiệu con voi này các bác. Tem mác của nó vẫn còn nguyên ạ, nó chỉ bong chóc là do vận chuyển thôi nhá các bác. Này. Cái này về các bác rửa tí xà bông ấy là sạch ngay, do nó bụi bẩn thôi nhá các bác. Nó này là lớp sơn mạ của nó là do vận chuyển thôi. Cái này chưa qua sử dụng ạ. Này có con voi luôn đây các bác. Tay cầm thì trợ lực cũng bằng thép luôn. Thép của hãng con voi thì nó rất là tốt rồi. Đấy, cây này mới. Và dài của nó là 82 ạ. Chiều dài của nó 82 và chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 22. Và bản ngang của nó đây ạ. Ngang của nó là 15 năm nhé các bác. Ngang của nó 15 năm. Lưỡi nhọn. Thì cây xẻn con voi này A45 em bán 400k. A45 400k. Một cái của hãng con voi. A46 ạ. Em có một cây xẻn này. Nó là màu của nó là màu ghi ạ. Cũng dài 82 cm. Và lưỡi sử dụng của nó cũng bằng cây con voi ạ. Cũng bằng cây con voi. Cái này thì rất là mới luôn ạ. Chưa có chảy trượt gì hết ạ. Cái này thì nó hình thức của nó thì còn đẹp. Tem mác của nó đây. Nó cũng bằng thép nhá các bác. Tay cầm trợ lực cũng dài 82. Lưỡi của nó 22. Sắc bén luôn này. Còn mới ạ. Thì A46 này em cũng bán 360 ạ. Em qua A47 ạ. Em có một cây xẻn này, cũng cây xẻn nhọn này các bác. Hình thức nó cũng như cây kia thôi, dài rộng, cũng dài 82, cũng tay cầm trợ lực. Này của Nhật nhá các bác. Cây này thì của Nhật ạ, tem mác của Nhật hết ạ. Này chữ Nhật này. A47 em bán 360, cây này màu kem nhé các bác. Này. A47 cũng 360. Rồi em lên đi cho các bác đây. A48 ạ. A48 em có hai cây bình ở đây các bác. Bình hút lập ạ. Đấy, bình này thì các bác mà về để ở bàn thờ ông địa là hút lộc nhá các bác. Lớp sơn mạ của nó màu này ạ. Cái này thì ở trên miệng và đây thì nó là bằng đồng, một đoạn này nó bằng mon nhá các bác, bằng mon. Rất là đẹp luôn ạ.
lớp sơn mạ mới tinh luôn. Một cặp này các bác để lên bàn thờ thì nó rất là phong thủy, hoặc là chỗ ông địa nó hút lộc ấy ạ. A48 em bán 960 nhá, cặp này nhá, 960 ạ. Và em qua A49 em có một cái sông trầm, nhưng nó cũng bằng gang ạ. Sông trầm bằng gang nó rất là mới này nhá các bác, còn rất là mới ạ. Đây đằng sau của nó đây, lớp sơn mạ của nó thì màu này. Em đo qua ngang thấy sông trầm này, em qua ngang của nó rơi vào là 27 ạ, rơi vào 27-28 đấy các bác. Và nó cao khoảng là bên trong của nó là 3 cm đấy. Còn chiều cao của nó này, chiều cao của nó là 6 cm nhé các bác, 6 cm. Này một cái sông trầm bằng gang còn mới ạ. Trên này là nó làm hổ voi gì đây, nó làm thủ công đấy nhá các bác. Lớp sơn mạ thì màu này. A49 em bán 400k. A49 400k. Rồi em qua A50 nhá các bác. Em qua A50 ạ. Em có một cái ấm bằng gang ạ. Còn rất là mới luôn này. Nó làm thủ công này các bác. Rất là đỉnh luôn. Này cái quay của nó đây. Trong này ạ, còn mới như thế này ạ. Cái này thì khoảng dung tích của nó khoảng là 75 mi nhá các bác. Em đo qua ngang cái miệng của nó ạ. Qua ngang của nó là 8 và chiều cao của nó là cũng 8 luôn đấy các bác. Này. Nó làm thủ công rất là ok. Và mộc triện của nó đây ạ. Mộc triện của nó đây. Qua đáy của nó đây các bác. Này mộc triện của nó này. Trên này là có bông hoa cúc ạ. Bông hoa cúc tay cầm này. Thì cái này thì nó có giá trị sưu tầm. Giá trị sưu tầm các bác. Thì cái ấm gang này là A50 ạ. A50 là em bán 700k nhé các bác. A50 là 700k. Rồi em qua A51 ạ. Em có một cái con dao chặt nhé các bác. Hình dáng của nó thì rất là đẹp đây. Nó có chữ này đóng trên bề mặt đây ạ. Con này thì một mặt nhé các bác. Con này thì một mặt ạ. Và em cân nó thì nó nặng bao nhiêu. Cái này thì nó nặng 6.2 ạ. Này nó nặng 6 lạng 2 nhé các bác. Này chốt của nó này. Sống dao của nó đây ạ. Và nó có cái rãnh tản lực nhé các bác. Cái này thì chiều dài của tổng con dao này nó rơi vào là 37, gần 37. Và lưỡi sử dụng của nó là 19 nhé các bác. Lưỡi sử dụng của nó 19. Và bản ngang của nó đây ạ. Bản ngang của nó là 6.7. Cây này thì nó dày khoảng là 5 ly nhé các bác. Hơn 5 ly ạ. Dày khoảng hơn 5 ly. A51 em bán 350 ạ. Em qua A52. Này, chữ đóng rất là đẹp trên bề mặt đây ạ. Lớp sơn mạ của nó thì còn nguyên nhá. Thép rèn thủ công mài một mặt. Cây này mài một mặt ạ. Có rãnh tản lực đây các bác. Cán của nó đây. Khi các bác chặt vào rừng, chặt củi hoặc là chặt mía, chặt dừa, chặt gà, chặt vịt ạ. Cây này thì size của nó là 35 năm nhé các bác. Lưỡi sử dụng của nó là 19 ạ. Và bản ngang của nó đây ạ. Bản ngang của nó là 5 nhá. Và nó dày này các bác. Này nó dày cũng hơn 5 ly, gần 6 ly ạ. Thì nó nặng là... Cây này nó nặng khoảng là 5.2 ạ. 5 lạng 2 nhé các bác. Cây này cũng 350 ạ. Chữ đóng rất là đẹp ạ. Chữ đóng rất là đẹp. A52 350 ạ. Em qua A53 nhé. Em có một con dao sashimi ạ. Khâu đồng. Khâu đồng. Hình dáng của nó đây ạ. Dao này thì các bác có thể lóc cá, cắt những cá ngừ tảng lớn đấy các bác. Rất là sắc bén ạ.
Thì em đo chiều dài của cây này nó rơi vào 365 nhá, rơi vào 365, và lưỡi sử dụng của nó là 22, lưỡi sử dụng của nó là 22, và cây này nó dày khoảng là 3 ly ạ. Dày khoảng 3 ly. Khâu đồng. Cán của nó rất là mới luôn ạ, cây dao này rất là mới luôn. Thì A53 này. A53 này em bán là 180 ạ. A53 180. Em qua A54 em cũng có một con dao la sashimi này. Mà chữ nó đóng như này các bác, nhưng khâu của nó không nhựa. Không nhựa. Chữ đóng trên bề mặt đây. Thì cây này em đo chiều dài của nó ạ. Nó rơi vào là 33 năm nhé các bác, và lưỡi sử dụng của nó cũng gần 20 ạ. Cũng gần 20, và cây này nó dày khoảng là cũng là 2 ly mấy ạ. 2 ly mấy đây. Chữ trên bề mặt rất là đẹp luôn. A54 này em cũng bán 180 ạ. A54 180. Em qua A55 em có một con dao lóc nhá. Con này dáng nó giống như đề ba á. Này. Láng mịn luôn. Sắc bén, láng mịn. Và nó có đóng hơi ở lên cán này nhá các bác. Này. Dao lóc này các bác lóc thì rất là ok luôn, nó dáng đề ba. Em đo chiều dài của nó là 28 và lưỡi sử dụng của nó là 14 ạ, gần 14 nhá các bác. Cái này thì nó dày là 5 ly ấy nha. Dày là 5 ly. Thì cây A55 này em bán là cũng 180 ạ. A55 180 ạ. Em qua A56 nha, có một con dao đề 3 ạ. Con dao đề 3 luôn. Để chữ đóng lên trên bề mặt đây ạ. Con này thì cũng một mặt luôn. Khâu của nó còn chắc chắn nha các bác. Em đo chiều dài của cái này nó rơi vào 18 năm ạ. Và lưỡi sử dụng của nó đây ạ. Lưỡi sử dụng của nó là 15 nhá các bác. Hơn 15 ạ. Rất là dày luôn. Con này nó là dày là 8 ly luôn ạ. Còn rất là mới. Thì A56 này em bán 250 nhá các bác. A56 250 ạ. Em qua A57 ạ. Đây, có một con dao chữ đóng đây nha các bác. Bề mặt của nó đây ạ. Đây, chữ đằng trước, chữ đằng sau này. Đấy, cây này thì nó rất là này. Hai lớp thép luôn, nhìn thấy rõ luôn ạ. Cán nó đóng vút ra đây luôn. Ba cái đinh chắc chắn luôn ạ. Và chiều dài của cây này nó rơi vào 30, lưỡi sử dụng của nó là 18 nha, gần 18 nha các bác. Gần 18. Đây này, nó hai lớp thép nhìn là biết luôn này, nó tách luôn đây trên này luôn này ạ. Cây này thì nó dày khoảng là 2 ly ạ. Dày khoảng 2 ly nhá các bác. Cái này thì các bác cắt thịt, cắt thái thịt bò thì rất là cực luôn. Cực kỳ luôn đấy ạ, sắc bén ạ. A57 200k. Em qua A58 ạ, cũng một con dao đề 3 nhé các bác. A58 cũng một con dao đề 3, chữ đóng đây ạ. Trên bề mặt của nó đây. Em quay gịt lại cho các bác nhìn đây ạ. Tay cầm của nó còn mới nhé các bác. Rất là mới ạ. Em đo chiều dài của cây dao này. Thì nó rơi vào 28 và lưỡi sử dụng của nó đây ạ. Lưỡi sử dụng nó 15 nhé các bác. Con dao này thì nó dày đây. 7 ly ạ. Con này nó dày 7 ly nhá các bác. A58 250 ạ. A58 250. Con dao của Nhật cực kỳ luôn đấy nhá, sắc bén ạ. A59 ạ. Này, dáng của con dao này đây. Rất là đẹp ạ. Có da bàn này. Em quay cận lưỡi cho các bác mình nhìn ạ. Khâu của nó này rất là chắc chắn luôn. Em đo chiều dài tổng của cây này nó rơi vào 32 ạ, và lưỡi sử dụng của nó 18 nha các bác. Lưỡi sử dụng của nó 18.
Cây này thì nó dày 4 ly ạ. Dày 4 ly. A59 em bán 280 ạ. 280. Em qua A60 ạ. A60 ạ, thì có một cây dao chặt này. Cây này thì hình dáng của nó thì chưa bao giờ em thấy cây lưỡi dài này đâu nha các bác. Này. Cây lưỡi dài và thép của nó này, lớp của nó các bác nhìn thấy đẹp chưa? Còn rất là mới luôn. Có dấu nội địa Nhật này. Tay cầm của nó đây ạ. Tay cầm đây ạ. Chưa bao giờ em thấy con dao lưỡi dài mà còn mới như thế này nhé các bác. À, chiều dài của cây này thì nó rơi vào là 45 ạ. Và chiều dài của lưỡi sử dụng ạ. Chiều dài của lưỡi sử dụng nó 23 nhé. Dao này rất là dài. Các bác chặt mía, chặt gà, chặt vịt ạ. Và đặc biệt của nó là mài nhé. Này. Thép của nó tách lớp như này ạ. Em cân cây này lên xem nó bao nhiêu ạ. Cây này thì nó là 5 lạng nha các bác. Cây dao này là 5 lạng. Và em bán là cây dao này là 700 ngàn ạ. A60 là 700 ngàn. A60 700k. 700k. Qua A61 ạ. A60 của em là 650 thôi các bác. 650 thôi nhá, xin lỗi các bác nha. Cây này 650 ạ. Và A70 này. A61 này. Cây này là A61 ạ. Đây những cây cưa lá này, cây cưa này thì em bán 200 ngàn ạ. Xin lỗi các bác tím nhỉ, cây này thì 200 ạ. Cây cưa đỏ này thì 200. Này, em mở ra cho các bác nhìn. Răng của nó còn rất là im này, mới này. Đấy. Có da ban này, size 350 nhá các bác. Size 350, tay cầm của nó này. Này, em quay cận răng của nó đây ạ. Quay cận răng của nó đây. Thì cây này em bán là 200k nha các bác. Cây cưa này 200k. Đấy, nó có này. Rất là đẹp luôn ạ. Cây cưa này 200k. Rồi em lên A61 ạ. Em có một cây này bẻ sắt nha các bác. Cây này là bẻ sắt ạ. Tay cầm của nó còn mới thế này ạ. Đây, hiệu của nó đây ạ. Chữ Nhật nha các bác. Này, cái răng lợi của nó đây ạ. Chưa có chảy trượt gì hết ạ. Đằng trước, đằng sau đây. Đấy, cây bẻ sắt này. Em đo chiều dài của cây này. Nó rơi vào gần 50 nha các bác. Rơi vào gần 50 ạ. Còn rất là mới luôn. A61 em bán 350 nhá. Một cây uốn sắt nha. Cây uốn sắt ạ. Đây, cái lò xo của nó đây. Các bác nghe thấy không? Thì cây này là A61 350 nha các bác. Em qua A62 ạ. A62 em có cây này. Như cây này nó của USA đây ạ. USA này. Lớp sơn mạ của nó còn nguyên ạ. Cũng cây bẻ sắt đây. Đấy. Này nó có thước luôn lên trên cây này đây ạ. Và nó đây, chữ của nó này. USA nha các bác. Thì cây này là A62 em cũng bán 300k. A62 cũng 300k. Em đặt cái thước quả cho các bác mình nhìn thấy ạ. Đấy. A62 300k. Em qua A63, em có một cái kìm điện.
tay cầm nó bọc nhựa này nhá, bọc bọc này là vẫn liền lạc nhá các bác, vẫn liền lạc ạ. Chỗ này là có cái cắt đây đấy, cái lưỡi cắt của nó thì còn kín này, răng của nó thì đây ạ, chưa có chảy trượt gì nhá các bác. Giá bàn này em đo chiều dài của cây này nó rơi vào gần 21 ạ, rơi vào gần 21 là size lớn rồi các bác. A63 em bán 150 ạ, một cái kìm điện, kìm điện đấy. A64 em có bộ khóa này, đầu lục giác cả đầu này, đầu này. Bộ khóa này thì nó có ra ban hết đây ạ, cây nào cũng đóng hết lên ạ, cây nào cũng có luôn. Cây này là size 10 ạ, 8 này, 10 này, 14 ạ, 12 ạ, 13 nhé các bác, 13, 5 cây ạ. Đây, đầu của nó đây ạ, 5 cây này là A64 ạ, em bán 180 nhé các bác, A64 180. Em qua A65, em có một cục đá mài nó còn ở trong cái lớp này này ạ, lớp này vẫn còn mới nha, chưa qua sử dụng ạ, của Nhật nhé các bác. Thì cây đá này, cục đá này em đo chiều dài của nó là 20 nhé các bác, ngang của nó là 5 ạ, và nó cao là 2.5 ạ. Cục đá này là A65 em bán 100k, A65 100k. Em qua A66 ạ, em có cục đá này, hình dáng của nó đây ạ, nó là màu trắng này nhé các bác. Này do nó vận chuyển, nó ở trong bao, nó đổ ra đổ vào, nó chảy xước này này. Đá Nhật xịn luôn, độ mịn nó lên tới 3000 luôn nhé các bác. Cây này thì là nó dài là 20.5 ạ, bản ngang của nó lớn nhé các bác, 7.5 ạ, và nó cao cũng 2.5, mịn lên tới 3000. Cục đá này em bán 400.000 nhá, cục đá này 400.000. Rồi em có một cục đá này nữa này, rất là mịn luôn, lên đến 4000 luôn ạ. Và chiều dài của cục đá này là nó là 23 cm ạ, nó cao là 5.5 và qua ngang của nó là 6.5 ạ, độ mịn của nó lên tới 4000. Các bác thợ mà mua cái này xài thì nó nặng là 2kg 2 ạ, nặng 2kg 2, xài cả đời không có hỏng luôn cục đá. Cục này là A67 em bán 500k. Em qua A68 ạ, này độ mịn của nó này, mịn này lên tới 3000, qua ngang của nó là 6 và cao của nó là 3.2 ạ, chiều dài của nó đây, chiều dài của nó là 22 ạ. Này cục đá nó có số luôn lên này các bác, mặt trước mặt sau độ mịn của nó là cực mịn luôn, lên tới 3000 luôn. Cục này là A68 em bán 300k. Em qua A69 ạ, em có một cục đá này hiệu con tôm, nó vẫn còn trong cái hộp này, hình thức của nó đây, em mở ra cho các bác xem ạ, nó còn trong cái hộp này ạ. Cái này độ mịn lên tới 1000 nhé các bác. Nó cho mình một cái đế nhựa này, và cái này nó bốn cái núm cao su để mình đặt xuống nó không có trượt, không có trượt. Và chiều dài của cục đá này nó rơi vào là 17, bản ngang của nó là 5.5 ạ, và nó cao là 2 cm nhé các bác. Nó có một cái đế nhựa cao cấp này, ví dụ như mình đặt xuống mình đẩy dao này, nó không có trơn trượt nhé các bác. Và có một cục đá thô, một cục đá này cực thô để cho các bác phá dao, hoặc là chỗ cái mặt này nó có chảy trượt thì mình lấy mình mài lại. Thì cục đá này là em bán là 370 nhá các bác, A69 370.
qua A70 ạ. Em có một sợi dây này, hai đầu nó có hai ma ní luôn ạ, hai ma ní đấy, sợi dây cáp này hai đầu có hai ma ní luôn. Thì để em xem cái này nó khoảng bao nhiêu mét ạ, quên em không có đo trước luôn. Cái này nó khoảng độ hai mét rưỡi ạ, dài 2,5 m. A70 này em bán là 250 nhá các bác. Hai đầu nó có hai ma ní luôn, một sợi dây cáp này. A71 ạ, em qua A71 em có một cái cưa lỏng nhé các bác này. Tay cầm của nó thì còn lớp sơn màu đỏ, và cái răng của nó này rất là mịn luôn ạ, răng rất là mịn luôn. Cái đĩa chỉnh này nó vẫn còn nhé các bác, quay ngang quay dọc lưỡi cưa này. Thì cây cưa lọng này em đo chiều dài của nó ạ. Chiều dài của lưỡi cưa là nó rơi vào là 16 nha các bác. Còn rất là mới luôn ạ. Thì cái cưa này là A71 em bán 80k. A71 80k. Em qua A72 ạ. Em có 3 cái búa đinh ạ. Ba cây búa này đây các bác, này cái đầu của nó đây, chữ nhật hết ạ. Cây này là của Vexcel này các bác. Cây này nữa này, còn tem mác nhá. Thì em thanh lý ba cây này đi 100.000 ạ. Ba cây này 100.000, ba cây búa đinh. Đầu này nhựa là các bác để lát gạch này, cái này bằng đầu gỗ này, cái này là đầu đóng hết ạ. Ba cây này em thanh lý 100k nhá. Rồi em có A73. Em có một cái đầu nậy. Đầu nậy này thì các bác bảnh lên để kê cục gạch vào để cho nó thăng bằng, hoặc kê 3-4 cái lớp bọc ở cái những cái tủ lạnh ấy các bác. Này bác thì lấy nậy này lên một cái thôi, nậy lên một cái, hoặc là đầu giường, đầu tủ các thứ. Mình nạy lên cái mình kê, mình để mình trượt đấy ạ. Cây này thì của gia ban hết này các bác, chữ của nó đây ạ. Và hai cái bánh xe cực kỳ đây, lò xo của nó này các bác, lò xo của nó này. Tay cầm của nó vẫn còn mới ạ, tay cầm của nó còn mới. Khi các bác để đây đẩy lên một cái là cái tủ mình đẩy đi nhẹ nhàng, không phải khênh nó nặng nhé các bác. Thì em đo chiều dài của cây này ạ. Chiều dài của cây này nó rơi vào 35 ạ. Và cái mặt của nó để bảnh lên này, mặt bảnh lên đây là nó 5 ạ. 5 sen, lớp sơn mạ còn nguyên nhá. Hai bánh của nó này, hai bên đây ạ. Đặt bảnh lên. Thì một cái cây nậy này hiệu của Bitcu này, Bitcu này, cây nậy này em bán là A73 200k. A73 200k. Em qua A74 ạ. A74 em có một cái búa đinh này, cái này nó có đóng ở chữ ở đây ạ. Cây này thì em cân nhân nặng bao nhiêu, nó nặng là 2,1 kg ạ. Nó nặng 2,1 kg, đầu nó đổ keo chắc chắn không các bác. Cây này thì size của nó này, nó dài là 40 cm. Tay cầm còn rất là mới này các bác, tay cầm còn mới. Chỗ này là nó là sợi thủy tinh, nó có hơi bong chóc một tí thôi ạ. Rất là chắc luôn. Thì cây này là A74 em bán 280 nha các bác, 280. Em qua A75 ạ. Em có một cây cây cắt cáp này các bác, của hãng MCC này, size 300. Em cũng bán thanh lý cây này 100k thôi ạ. Cây này 100k. Lưỡi của nó thì hơi có răm mẻ một ít đây.
nhưng mà vẫn cắt bình thường ạ. Size 300 của hãng MCC này, có da ban đây ạ. Em thanh lý cây này 100 ạ. A76 em có một cây bào đây. Cây này thì nó rất là khít luôn, nên người ta không có đóng nêm nhé. Em thấy những cái cây kia lại có cái nêm ngang nhưng cây này lại không ạ. Thì em hỏi ngoài bãi, nó bảo cây này nó chặt như thế này, nó đóng khít như này thì không cần phải nêm nữa các bác, không cần phải nêm. Mà này nó có mộc triện đây ạ, lớp sơn mạ còn nguyên, thép rèn thủ công nhá các bác. Cây này thì lưỡi của nó đây còn mới cóng luôn ạ. Em đo chiều dài ạ, nó rơi vào là 23 nhá các bác, cao của nó là 2 cm ạ, và bản ngang của nó là 7 nhá các bác, bản ngang của nó là 7 ạ. A76 120 ạ. Em qua A77 ạ. Cây nhỏ này cũng vậy, tem mác của nó còn đây, nó không có chốt ngang này, một cặp này luôn. Có mộc triện đây và lưỡi của nó này, em quay cận lại cho các bác nhìn này. Tem mác thì còn. Chiều dài của cây này nó rơi vào là 19 ạ. Bản ngang của nó là 4.5 nhá các bác, 4.6 đấy ạ. Và nó cao là 1 mét, cao là 1.7 ạ, cao 1.7. Rất là đẹp luôn các bác, siêu tầm. Đây là cây này thì là 80.000 nhá các bác, A77 80. Em qua A78 ạ. A78 thì em có một cái thùng đồ nè nhá các bác. Thùng đồ nghề lớp sơn mạ của nó này các bác, lớp sơn mạ ở ngoài này nó như thế này nhưng mà trong vẫn còn mới ạ, mới lắm luôn đấy các bác. Này nó có ngăn này đấy, bên trong mới tinh luôn, còn mới như thế này ạ. Mà cái này rất là nặng luôn. Những cái này thì các bác để đầu vít rồi thì mũi khoan các thứ, nó có 4 ngăn nhá các bác, 4 ngăn tay cầm này. Bên trong của nó thì rất là mới luôn này. Ở ngoài nó có do vận chuyển nó chảy xước một ít thôi, bên trong rất là mới ạ. Nó là hình vuông nhá, nó là vuông nhá các bác. Em đo qua dài của nó đây, chiều dài của nó là 34 năm ạ, ngang của nó là 18 nhá các bác, và cái này nó cao là 9 cm ạ. 9 cm. Nó có hai khóa hai bên này các bác. A78 em bán 280 ạ. Trông nó này nhưng mà sờ vào nó vẫn láng mịn nha các bác, láng mịn ạ. A78 280. Video của em là xin kết thúc tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chân thành cảm ơn ạ.